Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh review phim của Gen. Và tuần này mở đầu sẽ là một bộ phim xác ướp có tên tiếng Anh là The Mummy. Do là được làm lại nên cái phim không ít gặp không ít cái sự dèm pha, nhưng mà không sao vì đã có một cái dàn diễn viên hùng hậu kéo lại phần nào. Cũng như bao câu chuyện phiêu lưu khác thì phim nói về một anh chàng tên Nick, và anh chàng này nằm trong quân đội, rất tham lam. Nói chung Tom Cruise đóng cái vai tham lam thì không có ra, nên các bạn sẽ có cái cảm giác nó fail hơi nhẹ một tí xíu. Và trong một lần vô tình ngủ với một nhà thám hiểm, với cái kỹ năng dừng chiếu 15 giây của anh thì anh đã lấy trộm được bản đồ của cái người này. Mà sau này anh mới biết người con gái ấy nằm trong cái hội ấy là cái hội gì thì các bạn xem phim sẽ biết nha. Sau đó thì anh đã vô tình tìm được một cái một cách vô tình hay cố ý gì đó, tìm được một cái báu vật trên cái bản đồ đó. Và đó là một cô công chúa bị nguyền rủa. Đương nhiên, với tất cả sự kính trọng và đầy khả ái đến ngây ngất lòng người, anh được cô công chúa này giết chết. À không, đó là một cái nghi lễ để mà biến anh ấy thành một cái thần Set vĩ đại. Thần Set ở Ai Cập là thần chết ấy. Nhìn chung thì The Mummy 2017 là một cái bộ phim không có gì mới và độc hóa nhiều. Tuy nhiên, nó là một cái bản mix khá là thú vị, trong đó đậm đà nhất là cái bản sắc nhiệm vụ bất khả thi của cái anh Tom Cruise này. Nói chung là khi mà các bạn coi phim thì dần vào khúc cuối, các bạn sẽ thấy được cái điều đó. Cuối cùng thì anh Tom có thoát khỏi sự nguyền rủa này hay không, và cái hội ấy là cái hội gì thì các bạn ra rạp xem phim hoặc là đọc cái bài review chi tiết ở phía dưới cái video này để biết nha. Ok, if you like, you can click vào nút subscribe để nhận thêm nhiều clip của Gen nha. Bấm vào nút đăng ký ấy, nó miễn phí mà. Yippee.